cho các phát biểu sau. Yêu cầu chúng ta là số phát biểu đúng. A, ở điều kiện thường chất béo này là trạng thái lỏng. Này đúng nha. C17H35 là gốc không no. Không no là lỏng. B, fructose là monosaccharide có trong mật ong. Sai, nó ngoài ra nó còn có glucose nữa. Thành phần của mỡ bôi trơn xe máy là chất béo. Sai, nó là hydrocarbon no. D, thành phần chính của giấy là cellulose. Đúng. Amylo oleo và amylopeptin đều có trúc mạch phân nhánh. Sai, thằng đầu tiên là thẳng, thằng sau là nhánh. F, dầu chuối tạo bởi hương liệu dầu chuối, chất tạo hương liệu mùi chuối chính là isoamin acetate. Đúng. Như vậy trong trường hợp này chúng ta có A, D và F là ba phát biểu đúng. Có đúng ở đây mình chọn là câu A.